Phương xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin Kinh tế Thế giới do bà biên tập Tuổi trẻ Hải ngoại biên soạn. Kính thưa quý vị, hôm thứ Năm, chính phủ Tây Ban Nha chính thức cho biết quyết định quốc hữu hóa một phần ngân hàng Bankia sẽ giúp giữ cho lĩnh vực ngân hàng được vững chắc hơn. Và chính phủ cũng hy vọng hành động này sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng ngân hàng đã kéo dài 4 năm tại quốc gia châu Âu này. Chính phủ đã nắm giữ 45% cổ phần trong ngân hàng Bankia và nói thêm rằng các biện pháp đối với các ngân hàng khác cũng sắp được thực hiện. Khoản vay 4.5 tỷ euro sẽ được hoán chuyển thành cổ phần của chính phủ. Các khách hàng của ngân hàng Bankia đã có những phản ứng khác nhau trước tin tức này. Một số người cho rằng đây là một điều tốt cho ngân hàng, nhưng cũng có người nói chính phủ đã hành động thiếu suy nghĩ. Ngân hàng Bankia có quan hệ nhiều hơn với thị trường bất động sản so với các ngân hàng khác của Tây Ban Nha. Bankia đang nắm giữ các khoản vay xấu trị giá khoảng 184 tỷ euro, bao gồm cả bất động sản, nhà ở bị thu hồi, đang bị bỏ trống. Trong nhiều năm qua, các nhà phân tích đã kêu gọi Tây Ban Nha thừa nhận quy mô của cuộc khủng hoảng ngân hàng. Nay có nhiều người lo ngại rằng kế hoạch cứu trợ này sẽ có thể làm tê liệt tài chính công cộng của Tây Ban Nha, mặc dù chính phủ, theo dự kiến, sẽ yêu cầu các ngân hàng bảo đảm 35 tỷ euro vốn dự trữ đối với các khoản vay cho lĩnh vực xây dựng đang bị yếu kém. Hiện nay vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về giá cả bất động sản ở Tây Ban Nha, và quan trọng hơn hết là khu vực tư nhân không muốn đầu tư vào những tài sản này, cũng như không muốn bỏ thêm vốn vào hệ thống ngân hàng. Hiện đang có mối lo lắng lớn là chính phủ Tây Ban Nha có thể phải can thiệp nhiều hơn và có thể phải hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng với một số tiền lớn hơn. Cổ phiếu của Bankia đã giảm gần 20% từ hôm thứ Hai sau khi có tin đồn về sự cứu trợ của chính phủ. Nạn nhân quan trọng nhất trong phong trào được gọi là mùa xuân của các cổ đông là giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm Aviva, ông Andrew Moss. Ông Moss đã từ chức giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm trong tuần này sau khi các nhà đầu tư bày tỏ sự tức giận về sự bất tương xứng giữa mức lương của nhà điều hành và kết quả kinh doanh của công ty. Trong thời gian 5 năm điều hành của ông Moss, cổ phiếu của Aviva đã giảm 60%, nhưng ông Moss vẫn sẽ nhận được một số tiền chi trả lên đến 1.7 triệu bảng Anh. Và nhà đầu tư Cameron Rose cho rằng đây là một bất công. Ông Rose cho rằng tình hình của công ty Aviva không được tốt và ông giám đốc điều hành vẫn nhận được một số tiền thưởng lớn thì thật là không hợp lý. Hôm thứ Ba cũng đã có một cuộc nổi dậy của các cổ đông tại nhà xuất bản William Hill. Tuy nhiên, vị giám đốc điều hành vẫn nhận được số tiền thưởng 1.2 triệu bảng Anh bởi vì chỉ có 49.9% các cổ đông bỏ phiếu chống. Chủ tịch của William Hill là ông Gareth Hill đã ước tính sẽ có nhiều khó khăn bởi vì toàn bộ vấn đề thù lao, tiền thưởng cho các giám đốc điều hành đang là một chủ đề rất nóng trong thời điểm hiện nay. Hiện đã có bằng chứng rằng các công ty đang lắng nghe các nhà đầu tư. Ông Sly Bailey, giám đốc của tờ báo Trinity Mirror, và ông David Brennan, giám đốc điều hành của công ty dược phẩm khổng lồ AstraZeneca, cả hai gần đây đã bị các cổ đông sa thải. Cuộc nổi dậy được dự kiến sẽ tiếp tục với ông Martin Sorrell, người điều hành công ty WPP, mặc dù công ty quảng cáo này vẫn ở trong tình trạng tài chính tốt. Và các cuộc họp hàng năm sắp tới của các công ty Unilever và công ty năng lượng Centrica được dự kiến sẽ có nhiều bão táp. Sau vụ tràn dầu ở vịnh Mexico, công ty BP đã quen thuộc với sự hiện diện của những người biểu tình tại các cuộc họp các cổ đông của công ty, và những người biểu tình cũng đã có mặt tại cuộc họp vào tháng trước. Nhưng các giám đốc điều hành của BP sắp tới có lẽ là sẽ không còn có thể làm ngơ các cổ đông ở bên trong phòng họp. Chính phủ Anh Quốc đang được khuyến khích phê chuẩn cho lá phiếu của các cổ đông có tính cách ràng buộc. Mưa gây thiệt hại cho các nhà bán lẻ Anh Quốc. Trời mưa đã bị đổ lỗi cho suy giảm trong tháng trước của doanh số bán hàng của ngành bán lẻ. Tháng 4 vừa qua là tháng ẩm ướt nhất kể từ khi các con số thống kê được ghi lại. Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc cho biết doanh số bán tại các cửa hàng đã giảm hơn 3% so với năm ngoái, trong khi các ước tính cho rằng doanh số bán hàng sẽ tăng 0.5%. Chủ tịch của Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc, ông Stephen Robertson, cho biết doanh số bán hàng đã bị ảnh hưởng bởi trời mưa nhiều hơn là bởi sự suy thoái kinh tế. Ngoài ra, tháng 4 năm ngoái, doanh số bán hàng đạt mức cao, một phần là nhờ lễ Phục sinh nằm trong tháng 4.
Nhưng phần lớn ảnh hưởng tiêu cực trong tháng 4 năm nay là do thời tiết ẩm ướt đã làm nản lòng những khách hàng mua sắm. Thời tiết đã ảnh hưởng nhiều nhất đến các cửa tiệm bán những quần áo cho mùa xuân hoặc mùa hè, hay các tiệm bán những lò nướng thịt hay máy cắt cỏ. Tuy thời tiết ẩm ướt làm thiệt hại đến doanh số bán hàng của các mặt hàng theo mùa, nhưng nó đã giúp cho doanh số bán hàng trực tuyến tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Siêu thị tạp hóa lớn thứ ba của Anh Quốc là Sainsbury cũng cho biết là sẽ giảm tốc độ mở rộng của công ty do tình trạng người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu kéo dài. Ngoài ra, tháng 4 đã có những dữ liệu kinh tế yếu kém nhất kể từ tháng 3 năm 2011 đã làm cho bức tranh kinh tế của Anh Quốc ảm đạm thêm. Sự tăng trưởng của số lượng người có được công việc làm ổn định tại Anh Quốc cũng đã chậm lại. Quốc gia này đã rơi trở lại vào suy thoái và chỉ số PMI trong tháng 4 cho thấy tăng trưởng chậm hơn trong các ngành sản xuất dịch vụ và xây dựng. Tất cả những dữ liệu này dẫn đến lo ngại là nền kinh tế sẽ bị suy giảm một lần nữa trong quý thứ hai. Các nhà bán lẻ và các doanh nghiệp khác đang hy vọng có được một tăng trưởng từ các sự kiện mùa hè như Thế vận hội Olympic và Diamond Jubilee. Nếu chỉ nhìn vào báo cáo lợi nhuận cao hơn so với ước tính, thì không ai có thể ngờ được là tập đoàn News Corp đang bị sa lầy trong một vụ bê bối. Các nhà phân tích cho rằng tập đoàn truyền thông trị giá 50 tỷ Mỹ Kim đang ở một vị trí tài chính rất vững chắc, bất chấp vụ bê bối nghe lén điện thoại đang diễn ra và vụ bê bối hối lộ xung quanh vị giám đốc điều hành của tập đoàn, ông Rupert Murdoch. Tất cả là nhờ vị chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của News Corp, ông Chase Carey, đã giữ cho tập đoàn phương tiện truyền thông tiếp tục hoạt động mạnh. Ông Carey và nhóm của ông đã gây dựng Fox News thành một thành trì vững chắc và 20th Century Fox là một công ty sản xuất phim được quản lý rất tốt. Theo các nhà phân tích, thì mốc nối yếu kém của tập đoàn News Corp nằm ở bên phía in ấn. Tăng trưởng kinh doanh của những tờ báo và nhà xuất bản sách HarperCollins đã bị chậm hoặc hầu như không có. Tuy nhiên, những yếu kém trong ngành in ấn của News Corp đã bị lu mờ trước sự quan tâm của công ty này trong các công ty truyền hình, chẳng hạn như đài truyền hình vệ tinh BSkyB. Hiện nay, News Corp là cổ đông lớn nhất của BSkyB với 39% cổ phần. Các giới chức giám sát thông tin truyền thông ở Anh Quốc theo dự kiến vào tháng tới sẽ đưa ra phán quyết về việc tập đoàn News Corp có phù hợp hay không để sở hữu cổ phần này. Ngay cả khi News Corp bị buộc phải gạt bỏ một phần hoặc tất cả cổ phần này, thì công ty vẫn được lời khi lấy về từ 8 cho đến 10 tỷ Mỹ Kim tiền mặt là số tiền bán cổ phiếu, và số tiền này sẽ cung cấp cho tập đoàn một cơ hội để đầu tư mạnh vào các tài sản khác, có thể là tại Hoa Kỳ. Và với sự vững chắc của News Corp, cơ hội tăng trưởng ở phía trước không phải là ít. Hãng hàng không mới đang giúp cho châu Phi đòi lại bầu trời của mình. Các tiếp viên hàng không đã trình bày các động tác an toàn trên chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Fly Congo. Hãng hàng không mới của Congo đã sống lại từ đống tro tàn của hãng Hiwabora. Hiwabora đã bị đưa vào danh sách đen của Liên minh châu Âu sau nhiều tai nạn gây tử vong, bao gồm cả một tai nạn vào năm ngoái đã làm chết 74 người. Fly Congo đã mua các máy bay hoàn toàn mới. Phi công Hyacinthe cho rằng điều này sẽ giúp khôi phục lại lòng tin nơi các hãng hàng không châu Phi, tuy nhiên vẫn còn nhiều cải thiện cần phải được làm tại một số phi trường. Ông Hyacinthe nghĩ rằng cơ sở hạ tầng hiện nay tại nhiều tháp kiểm soát không lưu của Congo không đạt tiêu chuẩn, nhưng chính phủ đang cải thiện điều này và trong thời gian tới hy vọng hệ thống liên lạc sẽ đáng tin cậy hơn. Các hãng hàng không của châu Phi từ lâu đã bị chê bai bởi những tai nạn và sự chậm trễ. Tuy nhiên, giám đốc của phi trường Goma ở Congo, ông Mangolopa, cho rằng sự ra mắt của hãng hàng không Fly Congo báo hiệu cho một sự khởi đầu mới. Ông cho biết chính phủ Congo ước tính rằng với kế hoạch mới đang được thực hiện sẽ cho phép các phi trường của Congo hoạt động với các tiêu chuẩn quốc tế. Chính phủ đang cố gắng để thực hiện các quy định quốc tế. Ngành công nghiệp hàng không của châu Phi được ước tính có trị giá khoảng 56 tỷ Mỹ Kim với mức tăng trưởng khoảng 4% một năm. Nhưng điều này không có nghĩa là các hãng hàng không châu Phi tạo được lợi nhuận, bởi vì vùng trời của châu lục này vẫn còn bị thống trị bởi các hãng hàng không của châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông và Trung Quốc. Phân tích gia trong ngành hàng không ở châu Phi, ông Linden, cho rằng châu Phi có những triển vọng tốt
trong 20 năm tới, với nhu cầu vận chuyển hàng không được ước tính sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới và tăng gấp 3 trong 15 đến 20 năm tới. Nhưng câu hỏi là châu Phi có đủ kỹ năng, có đủ thiết bị và tất cả những điều cần thiết khác hay không? Một trong những vấn đề lớn cho các hãng hàng không của châu Phi là các hiệp định giao thông hàng không đã có từ những năm 40. Không phải tất cả các quốc gia đều đã ký các hiệp ước này, có nghĩa là các hãng hàng không châu Phi bị giới hạn về những nơi có thể bay đến. Tuy nhiên, Air Congo hy vọng với chuyến bay nội địa đầu tiên từ Kinshasa tới Goma sẽ giúp cho hãng hàng không châu Phi đạt đến một độ cao mới. Air Congo có kế hoạch mở một chuyến bay mới đến Nam Phi vào cuối năm nay. Vừa rồi là bản tin Kinh tế Thế giới do ban biên tập Tuổi Trẻ Hải Ngoại biên soạn. Xuân Phương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.